Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái video của mình. Hôm nay thì sẽ là một cái video tiếp tục đánh tài xỉu nhá. Và mình đang có trong tay là 55 triệu anh em ạ. 55.850.000. Đấy, nói chung là cũng là một số tiền rất là lớn. Hiện tại thì mình không biết là nên chơi dòng xanh hay là chơi M5 đây. Đấy, hiện tại thì là cầu kèo thì nó về Tết rồi, cho nên là nó cũng ra khá là đẹp nhỉ. Úi dồi, cầu gì đây? Cầu gọi là chữ nhật này anh em ơi. Biệt xỉu này 567 bài nước này, xong biệt tài 5. Chắc là mình sẽ bỏ con M5 đi. Đấy, hiện tại thì M5 có vẻ là hơi khoai rồi. Nó khoai hơn con rồng xanh nhiều. Thế nên là hôm nay mình sẽ lựa chọn con rồng xanh để chơi nhá. Hack con tài 11 à. Tầm này không đánh xỉu thì là nó là quá là lãng phí anh em ạ. Đấy. Vào luôn một tài xỉu anh em ạ. Hy vọng là ngày hôm nay có thể chốt lãi được nhiều. Đấy. Cái mục đích mình lên video ngày hôm nay ý, thì là một là chốt lãi thành công này. Hai là mình muốn chia sẻ cho anh em những cái cách mà mình chơi tài xỉu, làm sao mà có thể cho tài xỉu nó ok nhất nhá. Rồi. 32 đừng bảo là 6. Ok, con 5 anh em ạ. Ngon rồi. Tại vì cầu rồng xanh thì bây giờ nó đang ra cầu ngắn cho mình chơi luôn. Nó dễ lắm anh em ạ. Nói chung là cầu ngắn này thì là một là anh em sẽ đợi cho nó ra tầm 2 nước xong anh em sẽ bẻ về con kế của nó. Tiếp theo là một cái cách đánh nữa là cũng khá là ok. Là anh em có thể tạo cầu mới. Một là cầu 11 này, hai là cầu 121. Và mình thấy là cái phiên này nó đã có cầu 11 rồi. Tỷ lệ cao cái này sẽ ra cầu 121. Thế tức là mình sẽ đánh vài thôi. Nam củ nữa nhá. Vào rồi nhưng mà vào rồi nhưng mà nó lang. Đó, thấy chưa? Mình mà ấn một phát mình sẽ vào 10 củ nhưng mà tay này mà mình chết thì nó sẽ rất là ảo ma. Còn mình ăn thì là sẽ không là cái gì cả. Tại vì đánh 10 củ ăn thì càng tốt thôi. Còn nếu mà chết thì là sẽ là một cái tay chết ngu nhỉ bạn. Chết 5 củ còn không thích, thích đánh chết 10 củ nhưng mà đó. Mà mình hy vọng là nó sẽ là ăn thôi. Tại vì có ai ngu mà lại đấy. Có ai ngu mà mình lại thích chết anh em ạ, thấy chưa? Có thể ra 11 hoặc là có thể ra cầu 121 thì trông chờ vào mỗi này thôi. Tiếp một con tài nhá. 2 củ rưỡi đi. Ok chưa? Chính ra là đánh tài xỉu thì anh em cũng phải nhìn cầu cho nó chuẩn vào. Hiện tại thì mình nói thật với anh em là bây giờ thời gian Tết rồi. Cầu kèo đẹp thì cũng đẹp thật nhưng mà anh em cũng phải chú ý giúp mình nhá. Không phải lúc nào anh em cũng có thể đánh to, ăn to đánh lớn đâu. Thật sự đâu nhá. Có những tay anh em phải nghỉ. Ví dụ như là tay sau chẳng hạn, tay này mà nó ra một con tài hay ra một con xỉu thì mình vẫn phải nghỉ thôi. Tại vì mình không biết là nó sẽ ra cầu gì nữa. Đấy, anh em cứ phải đợi thôi. Phải đợi ít nhất là tầm 1 đến 2 tay. Đấy là để cho anh em mình có tỷ lệ ăn nó ok nhất, đúng không? Còn nếu mà tay này mà nó là nó ăn ấy thì là mình có thể mình đánh tiếp cũng được, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình sẽ nghỉ một tay để mình ngồi xem cầu của nó xem đi như nào để sau chơi nó dễ hơn anh em ạ. Ngon tận xỉu rồi. Thôi cầu 1 anh em ạ, tôi chắc đang nghỉ thêm một tay nữa nhá. Chắc gì tay sau nó ra cầu 1 tiếp, chắc gì anh em ạ nó sẽ bẻ luôn. Đấy, khả năng cao là thế. Tại vì cầu này thì mình đánh rất là nhiều lần rồi, không phải mỗi cái ngày Tết nó ra đâu, mà là ngày đéo nào nó cả ra anh em ạ. Thật sự luôn đấy. Anh em là đánh tài xỉu, anh em là đánh lâu thì cũng biết đúng không? Tài xỉu không phải là cố định cầu đâu, mà là nó sẽ ra theo kiểu là ngẫu nhiên thôi. Random mà anh em ạ, random. Đấy. Tức là mình sẽ nghỉ thế này thôi. Không cần thiết phải chơi anh em ạ. Ăn những tay nào mà mình sẽ gọi là có tỷ lệ ăn cao, còn nghỉ những tay nào mà mình thấy tỷ lệ ăn nó thấp, đúng không? Đấy là một cái lối đánh khá là thông minh. Đấy. Thật sự cái này cũng gọi là mình học được từ những anh em khác đâu. Những anh em mà đánh tài xỉu trước ấy, xong rồi chia sẻ lại cho mình như thế. Cầu xấu không nhất thiết phải chơi. Và những con nào mình không chắc chắn không nhất thiết phải chơi, đúng không? Con nào có tỷ ăn cao hay là có cái mà gì nhỉ? Thấy chưa? Ông ta không mở đâu, ra xỉu con này. Có cái gì nhỉ? Gọi là có cái cửa để đánh ấy, thì anh em mình sẽ chơi thôi. Còn những tay anh em mà sợ thì thôi. Tập này ra 2 nước rồi. Tỷ lệ cao sẽ vào tài thôi. Thì đương nhiên là sẽ chơi một con tài tầm 5 củ. Ủa ấn nhầm mình ạ, ấn nhầm. Đấy. Vào chưa nhở? Chưa vào, đây, vào rồi. Ok chưa? Hy vọng là sau cái video này của mình nhá, anh em xem được, anh em có thể là lãi được nhiều hơn. Cũng như là, gì nhở? Có một cái số tiền lãi mang về nhiều, đúng không? Đấy. Nói chung là như thế. Một con tài 5 củ, đó, ok. Hy vọng là sẽ bú được anh em ạ.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bú không đây anh em ơi. Bịt mẹ ồ rồi. Ui dồi ôi. Rát nhờ. Ôi, hỏng hết cả bánh kẹo rồi nhưng mà. Hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Đương nhiên thì là có những tay là mình vẫn chết thì bình thường thôi. Tỷ lệ ăn cao thì không đồng nghĩa với chắc chắn là sẽ ăn nhá. Đấy. Chịu thôi. Nói chung là mình đã cố gắng hết sức rồi. Cầu này thì ai mà nghĩ được ra con xỉu nữa đúng không? Ai mà nghĩ được. Chắc chắn là 100% anh em xem video của mình cũng ảnh tải rồi. Mình đảm bảo luôn anh em ạ. Đã thế á, ông cho mày thêm một con xỉu nữa. Tài cổ à đây rồi. 800 này, mình cứ tưởng mình bị lang cơ. Con game này nó hài lắm anh em ạ. Nhiều lúc nó lang sâu ấy đái ra anh em ạ. Không biết hiểu luôn đấy. Đó. Bú không? Cố gắng anh em ạ, cố gắng. Nào, ui trời ơi, 1-3 thì làm sao mà đỡ được anh em ạ. 1-3 thì làm sao mà đỡ được đúng không? Nhá, trở lại rồi anh em ơi, mình đã quay trở lại rồi đây. Đó. Ui dồi ôi, tay này thì nó mà mới gọi là tay mà gọi là mình hơi sợ đây này, gian chuân đấy. Khá là gian chuân này. Tay này mình bắt cầu chính xác ấy. Ngáp quá anh em ạ. Đấy, đây mình đang nói lại nhá. Tay này mà mình bắt cầu chính xác mà nó cũng ra chính xác cầu bệt ý, thì là mình sẽ rất là ngon. Đó, có tỷ lệ bẻ anh em ạ. Tức là mình sẽ đi con xỉu nhìn mời. Bệt xỉu 10, 10, 5, 7 và một con 6. Đang hóng hóng ra một con 6 anh em ạ. Bác củ nhá. Ok, quất thôi chứ. Tầm này thì sẽ phải chơi như thế anh em ạ. Nói chung là hiện tại thì tài xỉu thì là nó khá là hên xui đấy. Anh em bắt cầu ngày Tết thì anh em phải check cầu nhiều, với cả làm cũng phải nhìn nhận theo kiểu cái trước đây mình đã chơi cầu như nào đúng không? Khó nhỉ. 6-1-4. Thật sự thì là mình bây giờ mình chỉ có nói là đen thôi. Đấy, nặn xong cả ui vẽ đái luôn. Đó. Thôi thì vào nốt tay cuối cùng không nghỉ nhá. Hiện tại thì mình cũng đang có lãi là tầm 62 triệu rồi. Mình đang tính là mình vào nốt tay cuối cùng hoặc là mình nghỉ luôn cũng được. Chơi không nhỉ? 62 triệu. Tức là có lãi rồi. Có lãi thì nhỉ. Lãi thì ok thôi nhá anh em ơi. Ngày hôm nay thì thực ra là mình cũng không quá là lãi nhiều, nhưng mà mình nghĩ là lên lãi tầm này cũng được rồi. 7 củ. Nói chung là cũng ít hơn mọi khi đúng không? Tầm này thôi nhá. Anh em nào mà thích cái video này của mình thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một share càng tốt nhá. Ok, bye anh em. Hẹn gặp anh em ở video lần sau nhá.